Hi xin chào các bạn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh phát âm nguyên âm theo chuẩn của người mỹ bản xứ à, và cái video này thì mình cũng đã được yêu cầu làm rất là lâu rồi làm về ipa đó cái phiên âm quốc tế của tiếng anh nhưng mà mình thấy là trên mạng cũng có rất là nhiều video làm về phiên âm quốc tế đầy ra đó cho nên ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn một cái cách tiếp cận mới về nguyên âm trong tiếng anh chuẩn mỹ đó là sử dụng màu sắc để mình học phiên âm quốc tế nguyên âm ok thì như các bạn đã biết á, nếu các bạn nào đã học qua tiếng anh mà có cơ bản rồi thì các bạn biết là tiếng anh nó không giống như những cái thứ tiếng khác như tiếng việt đó viết một đằng đọc một nẻo nha tiếng việt mình á, ví dụ như đánh vần nó còn đỡ đỡ mình có thể nhìn vào một chữ và mình phát âm ra được chữ đó nhưng đối với tiếng anh ha lúc á, chữ a đúng không cái chữ a đó viết chữ a đó lúc thì đọc là late là trễ trong cái âm a ha còn khi thì đọc là apple Nói chung là quá phức tạp. Ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái phương pháp mà các bạn có thể học phát âm các nguyên âm đó trong tiếng Anh và dễ nhớ bằng màu sắc, dạy như con đít mẫu giáo luôn. Ok. Rồi, thì uh, bây giờ mình sẽ trình bày một chút xíu về nguyên âm trong tiếng Anh chuẩn Mỹ ha. Thì nó sẽ bao gồm 15 nguyên âm ha. Nhưng mà trong cái 15 nguyên âm này cũng chia thành hai nhóm là nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Các bạn nhớ nha thì đầu tiên mình sẽ vào cái phần nguyên âm đơn trước. Đây là cái bảng nguyên âm. Ok cái bảng nguyên âm đi. Thì cái bảng nguyên âm này mình sẽ chiếu cho màn hình cho bạn coi dễ cho dễ ha. Thì cái bảng nguyên âm này các bạn. Đó các bạn click vô nó sẽ kêu. Ok. Thì bạn nào mà muốn coi cái bảng nguyên âm này mình sẽ để cái link ở dưới cái phần description Để các bạn nào muốn học lại. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bảng nguyên âm này ha thì khi các bạn thấy là nó giống như là nó có một cái hình này gọi được là gọi hình thang đúng không nói chung mình không có giỏi toán lắm nhưng mà các bạn thấy là cái bảng này nó hình thang ha à, có hai cạnh song song ok đúng rồi hình thang đó và nó chéo chéo á à, và những cái nguyên âm này được sắp xếp theo một cái trình tự quy luật gì đó đúng không chứ không phải khi không ta cho các bạn cái hình ha à, các bạn nhìn vào đây các bạn biết là a à, cái hình này có màu ok à, mỗi âm là mỗi màu khác nhau và nó nằm ở vị trí khác nhau trong cái bảng này. Oh, ok. Đó. Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn là uh, cái uh, cái bảng này có nghĩa là gì. Ok. thì các bạn thấy là nó có cái độ cao và cái độ vơi vơi ra đúng không các bạn? cái độ vơi ra, cái hình thang này. thì những cái nguyên âm nào á mà nó nằm ở trên nghĩa là lưỡi của mình nó nó sẽ gần với loại vòm họng. nó sẽ không có thả xuống cái miệng của mình đó sẽ không thả xuống cái miệng mình sẽ bẹt hơn, ok, rồi à, và cái nguyên âm nào, nào nằm ở dưới thì cái 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 miệng mình phải hả ra cái lưỡi cách cái vòm họng xa ra, vậy thôi, nó nghĩa là cái khoảng cách giữa lưỡi và vòm họng hay cách nói cách khác là cái miệng cái cái cầm của mình là có đi xuống khi mà mình đọc cái âm đó hay không? ví dụ như các bạn thấy cái đường lằn đầu tiên thì mình có cái màu xanh lá cây, màu đỏ với lại cái màu 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 cát á ha cái một cái màu cát á ba cái chấm tròn nó bằng là để ý ví dụ như chữ green 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 các bạn thấy không là lưỡi của mình nó nó gần gần với lại vòm họng hơn um, rồi xuống dưới nó có cái màu chấm màu đỏ là red red là bắt đầu cái miệng mình đi xuống rồi ha rồi chữ sand nè sand 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 là cái cái lưỡi của mình còn đi xuống ác nữa, rồi cái màu cà phê các bạn thấy cái màu cà phê ở uh, góc uh, ở dưới không thì mình đọc là coffee, coffee, cái miệng mình mở rộng hơn nữa như vậy các bạn nhớ là cái bảng này á, là khoảng cách đó người ta chia khoảng cách theo chiều dọc nè và khoảng cách theo cái chiều sâu của vòng họng cái lưỡi mình có rút vô hay không cái lưỡi mình càng rút vô thì nó sẽ ra những cái âm ở đằng sau các bạn thấy không như là blue blue là màu xanh dương á thì cái miệng mình á sao cũng chím chím nhỏ lại có nghĩa là cái lưỡi không đi ra xa quá so với là cái bầm họng vậy không ai đọc là blue đúng không không ai đọc gì hết blue cái lưỡi mình rút vô blue cho nên là cái blue là nó nằm tuốt dưới đây như vậy là các bạn hiểu được cái cấu trúc của cái bảng này rồi bây giờ mình sẽ đi vào từng âm thì ở đây các bạn thấy những ký hiệu mà quằn ngoèo latin gì đó các bạn cũng đừng có để ý các bạn để ý màu với mình thôi ok không cần phải nhớ các bạn chỉ cần nhớ cái màu thôi mình có những cái âm như là nguyên âm nha nguyên âm nguyên âm mà đơn giản thôi đơn giản năm cái nguyên âm đơn giản là gì có phải là i e a, a, a u các bạn thấy khi mà mình nói những cái nguyên âm đó đó hai cái điểm này của miệng mình nè nó khép khép vô không i e a ơ u nó, nó đi nó đi nó đi vô không các bạn nhớ cho mình nằm cái đó đi nhớ mình nằm cái đó trước ok là cái độ độ này của miệng của mình nè sẽ đi dài ra ha còn này thì nó nó khép lại ok i e a u uh, ok rồi năm cái nguyên âm đó nó sẽ sinh sản ra ok những cái khác là âm thấp và âm cao các bạn nào mà học về uh, ngôn ngữ anh nó là âm dài âm ngắn nha dẹp bỏ nhưng mà theo quan sát và theo nghiên cứu của mình nha các bạn nhìn vô đây đi rõ ràng là âm thấp và âm cao chứ không phải là âm dài và âm ngắn nói dài ngắn các bạn nói là à phải nói chữ y dài là phải là green kéo dài hay mình nói green được không green nó rất là ngắn vẫn là chữ green ok cho nên là dài ngắn là không hợp lý ok âm cao và âm thấp thì khi mà các bạn nhìn vào trong cái biểu đồ này các bạn thấy chữ green là cái âm y cao là âm màu xanh lá cây có cái âm y thấp là pink đó à. pink Ok Pink Đúng không? Thì cái âm y Hai cái âm y này nè Green Với lại Pink Pink Hai cái âm này người Việt đó, Rất là hay sai Bởi vì người Việt Nam mình thường thường là thay thế bằng cái chữ y Trong tiếng Việt Ha Chữ y trong tiếng Việt Mà cái chữ y Cái cái cái, cái chữ green đó, Cái chữ y mà màu xanh lá cây đó là cái chữ y mà gần giống tiếng Việt nhất Cho nên là các bạn thường là đọc Trong tiếng Anh các bạn đọc Người ta có thể thay thế Như, Chữ y dài không à À, không phải y dài mà là y cao Ok, sorry các bạn nha Y cao bởi vì mình cũng học sách tiếng Anh này nọ đọc nhiều quá rồi người ta cũng ghi là âm y dài y ngắn đó, cho nên là bây giờ mình cũng bị ảnh hưởng chút xíu phải thay đổi thay đổi cái tư duy thay đổi cái mindset cái này là y cao và y thấp được chưa rồi à, green là cái lưỡi của mình nó làm sao nó gần cái vòm họng đúng không green giờ mình không biết Lúc xong mình chặt cái mặt đầu mình ra đi các bạn thấy cái lưỡi nhưng mà ok can see it, right? Okay. So um, bây giờ tiếp là tới cái màu hồng là pink, pink là âm này lắm. E, 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 i, i, e, e. Như vậy là nói về cái khoảng cách giữa lưỡi và vòm họng thì chữ i cao cái lưỡi mình cao hơn, cái i thấp thì cái lưỡi mình thấp hơn. Vậy thôi. Ok Rồi. Um, như vậy là khi nào thì phân biệt được Y, y cao và i thấp? thì đa số trong tiếng Anh là y thấp nha đa số uh, coi như là hơn 70% mươi phần trăm các vào trong tiếng 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 Anh Mỹ nha Anh Mỹ đặc biệt Anh Mỹ là cái chữ y thấp này chiếm rất là nhiều cái phần trăm và cái âm um, y thấp này á thì uh, các bạn để ý đi ví dụ như trong chữ love love sinh sống nè chữ gì nữa uh, ship ship đúng không là con tàu á đó. Uh, khác với lại là leave là đi là bỏ đi đúng không rồi bỏ và sheep sheep là con cừu ok uh, vậy thì làm sao để mình nhìn mặt chữ mà mình phân biệt được đúng không các bạn thì các bạn nhớ cho mình ba điều sau đây ba cái này ba trường hợp này sẽ là chữ y dài còn lại là y ngắn hết ok thì trường hợp đầu tiên đó là những cái âm, à, những mấy cái chữ mà được uh, viết, mà có hai cái chữ uh, e đó là double y e đó, ha. À, ví dụ như những từ là gì, hai chữ y, b con ong đúng không? rồi ví dụ như là c, c là thấy là y dài đúng không? rồi cái răng, uh, răng đó các bạn, răng mà số nhiều quá là teeth, teeth đó là y dài, là double y, e. no không? spell double y e là chắc chắn y dài hoặc là chữ y và chữ A đi đi liền với nhau, với y và đi chữ A đi liền với nhau, um, trong trường hợp như là beats đúng không? Beats đúng không? nhịp điệu à, rồi gì nữa? Uh, uh, lead, lead, lead là 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 dẫn đầu, ok? Um, gì nữa ta, meat, uh, meat à, là thịt, đó. ok? Đó thì uh, mấy cái đó là luôn luôn là âm i dài, hai các bạn ha. Uh, nếu mà so sánh giữa y ngắn và y dài thì các bạn mà thấy viết như kiểu như vậy thì thường đa số là âm y dài, uh, cái là trường hợp thứ nhất nha là về mặt uh, viết, rồi uh, trường hợp thứ hai là những cái từ mà có âm y dài đằng sau đó các bạn, hoặc là nó đứng một mình á thì nó là y dài hết à? Ví dụ như uh, happy nè, happy đã y đây dài nha chứ không phải là y ngắn đâu nha, happy uh, gì nữa? Mary Mary là cưới á cho nên hôm bữa trước á mình uh, react cái uh, tiếng anh của tóc tiên khi mà nói chữ married á là married đó là sai phải là married là y dài tại vì bản thân chỉ mary khi mà các bạn đọc là mary cái chữ không đó là y dài rồi cho nên là nếu mình chuyển qua cái dạng uh, adjective là dạng tính từ thì cũng phải thêm y đi cũng phải là y dài luôn married các bạn nhớ nha rồi cái đó là uh, hai trường hợp rồi đúng không Và trường hợp thứ ba mà là y dài đó là những cái từ mượn những cái từ từ cái tiếng khác mà được du nhập vào trong tiếng anh á thì thường thường nó sẽ là y dài hết đó các bạn ví dụ như những cái từ mượn bên tiếng pháp nè uh, mình có gì unique đúng không độc đáo khác biệt á unique chữ đó y dài và những âm hai nè rồi technique kỹ thuật á technique tiếng anh mượn từ bên tiếng pháp qua rồi gì nữa boutique boutique ok boutique mấy cái tiệm thời trang mà điệu điệu á, thì đặt cái tên là boutique á, các bạn đó cũng là tiếng pháp luôn những cái từ nào mà được viết uh, như là chữ ique đó đó là tiếng pháp mượn qua hết ở gì nữa physique đúng rồi thể chất thể trạng physique ha uh, rồi như vậy là mình nói ba trường hợp rồi phải không còn từ mượn là nó ông ta uh, ví dụ như tsunami Uh, sushi uh, từ mượn bên tiếng nhật thì cũng là âm y dài dạ yeah. đó thì coi như ba trường hợp ha trường hợp uh, được đánh vần như là chữ double y hoặc là ea thì là y dài uh, trường hợp thứ hai là đứng uh, cuối cái chữ cái từ đó happy mary married, um, married rồi uh, và cái uh, cuối cùng là từ mượn bên tiếng nước khác qua du nhập vào tiếng anh thì cái chữ y đó là y, y, uh, y cao hết như vậy là mình đã giảng xong cho các bạn biết cái chữ hai cái âm này rồi phải không green and pink e e e pink rồi nghe lại nha green green pink pink ồ oh, cái bảng này nó rất là lợi hại đó các bạn như vậy là y xong rồi ha y rồi tí e đúng không chữ e thì bây giờ mình có hai âm e e thấp và e cao luôn là hai cái chấm là chấm đỏ và cái chấm màu 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 cát đó Ừ như vậy là bây giờ nè chữ e này là red red, red. red. À, các bạn thấy không đó dễ dễ yeah, à rồi cái chữ này mới khó nè chữ này e bướm, e bướm chữ e bướm chữ a bướm gì đó là vừa vừa chữ a vừa chữ e bởi vì sao cái miệng của mình mở rộng quá khi mình nói các bạn tưởng tượng là các bạn nói chữ e mà cái miệng mở rộng lên, ra chữ này thôi a a ví dụ như chữ trong chữ daddy đúng không uh, daddy bad uh, bag uh, kiểu vậy nên nó là sand. Sand. sand ok như vậy mình có e thấp và e cao cái này là e thấp nè còn e cao là red e thấp là sand ok bây giờ mình sẽ tới cái cặp thứ ba là, mình là I, e e r a đúng không chưa r ok chữ o thì mình có hai cái là a thấp với a dài luôn các bạn a thấp thì mình có cái uh, chữ coffee 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 cái 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 jaw của mình nó cái cầu của mình đi xuống rất là nhiều ha nè coffee 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 các bạn thấy không nó nói chậm lại đó rồi tiếp theo là màu màu tím tím tím, tím này này cũng là từ mượn với tiếng pháp luôn là màu mauve nè đó đó màu đó ha thì âm o o thấp với o cao này thực ra thì cũng không cần thiết lắm tại vì bản thân mình khi mình nói giọng mỹ mình không có phân biệt ra o thấp o cao gì hết trơn mình nói là âm o thôi o bình thường hết o talk call uh, more ok đó vậy thôi âm o thôi được rồi uh, tiếp theo là cái cặp âm ờ đúng không ờ thì mình cũng có ơ thấp ơ cao này các bạn ở uh, uh, uh thấp là cái Ơ uh bình thường á, rồi nghe nè dust 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 đó là uh cao đó các bạn dust dust đó dust còn Ơ uh thấp là thường thường nó đi với chữ R thường thường nó đi với chữ R thành uh thấp là purple purple đúng không purpose đó những cái chữ uh, đi với chữ r thì là Ơ uh thấp ok ha um, vậy mình đi được bao nhiêu cặp rồi ta ô oh, bốn cặp rồi và còn lại là cặp cuối cùng là cặp uh, u đúng không u thì cái chữ u mà có trong tiếng việt là cái âm u màu xanh dương đó các bạn blue. blue đúng không blue, blue. Đó, âm u này có trong tiếng việt cho nên là thôi chắc không, không bạn nào uh, bị gặp vấn đề đâu nhưng mà cái âm u u thấp mới là cái âm mà có vấn đề các bạn tưởng tượng cái âm u thấp này các bạn thôi mình phóng to các bạn thấy nè cái âm u thấp này thì nó có cái gì đó bẻ bẻ ra đúng không viết giống như omega rồi bẻ bẻ ra thì các bạn tưởng tượng giống như là cái khẩu hình miệng của mình phải flare ra nó phải vảnh ra chút xíu khi mình đọc cái âm này ha và cái tip á để đọc cái âm này cho chính xác á thì các bạn đọc cái chữ ư á ừ chữ ư nhưng mà cái miệng của mình flare ra cái miệng mình cong ra chút xíu như là berg đúng không good good nó giống như chữ ư trong tiếng việt nhưng mà cái miệng mình flare ra ha uh, uh. OK mình làm hơi quá <laughs> các bạn không cần phải làm quá như vậy nhưng mà ừ. good good đúng không hỏi gì nữa uh... look look cái miệng mình phải flare ra các bạn look Trời cái này cái này <laughs> mình flare quá luôn á mình nói bình thường thôi look good đó flare vừa vừa thôi chứ không cần phải flare nhiều quá ha Tảnh nhiều quá rồi nhớ nha cái âm u thấp là các bạn có thể nói như âm ư của tiếng việt không? Ừ, 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 ừ Ừ của tiếng Việt á Nhưng mà cái miệng mình flare ra Ừ Look Good Được chưa? Rồi như vậy là các bạn đã học được hết Bao nhiêu? 10 rồi đó 10 cái uh, nguyên âm đơn trong tiếng Anh rồi đó Cần nhớ năm cái là Y Y thì có Y thấp và Y cao Y, y cao là y. Y, thấp là y y thấp là E Đúng không? Rồi Mình có E E Thì mình có E thấp và E cao là E E e à e. đúng không uh, rồi uh, mình có ơ uh, không o uh, chứ o o này o thấp o uh, cao nhưng mà theo mình là cho thành một chữ luôn đi cho rồi o uh, o uh. talk call ok more đó, uh, mấy âm o uh đó và um, cái uh, thứ tư là âm ơ uh. ơ uh, thì cũng có ơ uh thấp và ơ uh cao giống như, giống như trong chữ uh, dust là ơ uh cao và purple là ở thấp, ok. Ở thấp thường thường đi với chữ r. Um, và cuối cùng là u trong blue và wood. Chữ ờ uh, ờ đó. U, wood. Ok. Ok, bây giờ các bạn đã nhức đầu chưa? Mình thì mình thấy mình dạy vậy mình đã thấy nhức đầu lắm rồi, quá nhiều thứ rồi đó. Bây giờ mình sẽ xả hơi chút xíu nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục. OK, trời, chất đầu quá thiệt sự luôn các bạn ơi. Bây giờ thì mình qua cái phần là nguyên âm đôi, OK? Nguyên âm đôi thì bây giờ theo cái bảng này các bạn thấy không? Đó, cái bảng này nó cho các bạn nguyên âm đôi trong tiếng Anh thì nó sẽ uh, bao gồm bao nhiêu màu? Một Mà, màu xanh lục bảo, màu xanh đọt chuối là hai, màu xanh, uh... trời ơi, màu xanh hay xanh gì trời? màu xanh lục bảo xanh đọc chuối trời ơi thiệt luôn á mình cũng không biết là màu xanh nó màu xanh gì luôn á ờ ừ, cái màu xanh này là oh ấy có khó quá bỏ qua ok màu xanh <laughs> nó ba màu xanh các bạn và màu màu um, nâu và màu vàng ok thì các bạn thấy không nó có mũi tên đi lên nghĩa là các bạn phải đọc cái miệng của mình á sẽ phải di chuyển chút xíu khi mình đọc ví dụ như cái âm a đó mình thấy nó sẽ đi vào là âm e xong rồi mình vô cái chữ e trong cái chữ pink á mình kéo vào a a đọc nhanh thì sẽ ra thành a a a a, a a a a a đúng không trong chữ jade 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 là xanh lục bảo đó rồi tiếp theo mình có chữ i I, cái thông mình thì miệng mình mở ra ha nay là e bây giờ ai ok đó nó nằm ở lime. nó nằm ở tuốt ở dưới các bạn thấy không lime cái mũi tên từ dưới nó kéo lên trên lime lime i'm i'm rồi a a i'm lime, lime. rồi cái mũi tên từ cái màu brown đúng không mũi tên từ chữ a kéo đi chữ u ao Brown. Brown. brown brown rồi chữ o thì dễ rồi tiếng việt mình cũng có o ấy mà turquoise. turquoise turquoise là màu turquoise, turquoise là cái màu xanh mình không biết là màu gì á rồi uh, tiếp gold. Gold. gold gold màu vàng đúng không thì chữ âm này làm o âm o o o o, o. Gold. gold Ok, như vậy là xong phần À, nguyên âm đôi luôn rồi đó các bạn thấy dễ không? Ok như vậy thì bây giờ mình sẽ trả lời một cái câu hỏi là làm sao mà mình biết là khi nào mình sẽ đọc cái âm đó là cái âm đơn và khi nào sẽ đọc là âm đôi? Ok những cái chữ này nè trong bảng chữ cái mình đọc nó làm sao? A đúng không? chữ này là chữ A đúng không? chữ này là chữ O đúng không? mà chữ này là chữ U đúng không? thì rất là đơn giản nó có một nguyên tắc là thằng em nguyên tắc thằng em OK, nguyên tắc thằng em làm sao? Thằng này là thằng còn thiếu trong những chữ này đúng không? Đó thằng này là thằng em nè, tại vì em út không á, chứ nó không có trong cái list này. Mấy này sinh ra, thằng này sinh sau để muộn nên là thằng em. OK, rồi thằng em này nó làm sao? Nó sẽ phải kêu các thằng anh của nó, đúng không? Nó phải kêu các thằng anh của nó theo cái tên mà cha sinh mẹ đẻ ở trong cái giấy khai sinh mà cái khai sinh ở đây có nghĩa là mình ứng dụng cho cái bảng alphabet hết á ok thì trong alphabet thằng này là e này là ai này ô này U thì khi thằng này xuất hiện nó phải gọi mấy thằng đó bằng tên cha sinh mẹ đẻ tên khai sinh ok chứ không phải là tên ở đâu mà mà ai gán vô được cho nên đó, đó là lý do tại sao những chữ sau đây đọc là late đúng không late chữ này đọc là lane lane ăn e luôn lên, đúng không rồi uh, chữ này là same same đúng không rồi đó rồi thằng này thì mình có gì like like tại vì chữ like có thằng em đó nè đúng không không cần biết cái consonant mà đứng giữa hai anh em đó là thằng consonant gì thằng phụ âm gì không cần biết miễn sao thằng em mới xuất hiện thì phải đọc tên khai sinh tên cúng kênh cha sinh mẹ đẻ ok rồi um, ví dụ như là mine ok shine được chưa rồi quá dễ dàng luôn thằng em này biến rồi chừa chỗ cho mấy anh ra nè chữ này là chữ ồ oh, đúng không cho nên chữ này đọc là bone bone đúng không là cái xương nó trái với lại chữ này đọc là bon bon làm o đúng không bon là không phải tên cha sinh mẹ đẻ của thằng này tên cha sinh mẹ đẻ của thằng này là o mà nhưng mà tại vì nó không có thằng em cho nên nó bị đổi tên ha à. rồi có thằng em nè đọc đúng cha tên cha sinh mẹ đẻ của người ta là bon hồ đúng không cái lộn hồ hồ thì có thằng em cho nên là hồ âm o. ví dụ như chữ tune đúng không tune tune nám nè tune hiểu giống như U tune maybe to rồi thì uh, nói chung là đây là toàn bộ những cái gọi là cái kiến thức <laughs> cũng như là kinh nghiệm của mình khi mà học phát âm các cái uh, nguyên âm chuẩn Mỹ IPA gì đó ok cái, cái các bạn yêu cầu thì hy vọng là qua video này thì các bạn đã có được một vài cái thông tin, một vài cái gọi là lời khuyên, kỹ năng gì đó Nói chung là những cái lời mà mình đưa ra cho các bạn Các bạn áp dụng mà các bạn học tiếng Anh, các bạn học phát âm uh, Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share Nhớ là phải share nha Tại vì không share thì coi như là cái channel này nó không có được grow và như mình dẹp luôn, mình dẹp tiệm mình sẽ không dạy nữa <laughs> Hãy share giùm mình, ok? Hãy share giùm Diamond để các bạn có những content hay như vậy vào những đợt sau nữa nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn